Hello các bạn, hôm nay mình làm video này để chơi thử cái game tên là Quá Thấp Bình Hết Farm. Là cái chuyện gì xảy ra với cánh đồng trang trại. Bạn đang lái xe ngoài dựng nha, mình đã hết xăng. Xin đang chạy xe hết xăng vô cái nhà ở trang trại đó xin xăng. Nhưng mà có nhiều cái chuyện quái quái dị dị xảy ra. Thì đồ họa nhìn cũng hay hay các bạn. Nên mình đã tải về để mình chơi thử các bạn. Thì game này hoàn toàn miễn phí nha. Đây mình đã mở thử cái game này các bạn. Có phần ống tình mình bấm vô đây không được gì hết nha bạn. Lay cũng được luôn. À lay được rồi nè. Đang đi dọc đường hết xăng. Tốt nhất là mình chạy xe thì còn khoảng 1 phần 3 bình xăng là mình nên dừng lại để mình xin xăng thôi các bạn. Ê, để mình đổ xăng nha. Giờ người tới tới đi xin ta. Cái gì trời. B cầm đều nữa. Kết bảo vệ hả? Ủa, mất tiêu rồi. Nãy mình thấy con búp bê cầm rượu đây mà. Mở cửa đi vô mất tiêu các bạn. What? Bấm chuột lấy cái đèn pin nha các bạn. Ép mở đèn pin nữa. Như bao game ha. Nãy có thằng búp bê ngồi nữa. Gì trời mưa khu vực cá nhân à. Như mới có ai đi ngang các bạn. Đi vô đây mất tiêu rồi. Chờ cái nhà nha các bạn. Mình nó vô nhà mình xin xin đồ á. Mua điện nè. Cuốn sách, chai rượu, cái bó gói. Đồ đạc linh tinh nè. Có ai nhà không? Tôi cần sự giúp đỡ. Mở cửa qua không ai mở cửa luôn. Ơi. Không ai mở cửa hết. Kỳ vậy. Cái quần áo phơi chắc có người các bạn. Cây gì vậy giống nhau. Này giống bị kẹt nha các bạn. Lấy cửa có máu. Hôm nay không có gì hết. Cái đường hầm hố bị bít lại nha bạn. Cản
một hộp dụng cụ cắt cái tia bự bim, lấy cái bảng từ xếp là cái nhà nhỏ thôi, neo là tôn, neo là đinh, tôn là công cụ. Bạn sẽ hy vọng sẽ giúp đỡ, còn là không hiểu gì hết thì tính sao. Như nãy nói là cái nhà nhỏ vậy, rồi cắt cái gì đó mình lại có lấy được cái món gì không ta, có bấm space nhảy được nữa các bạn, máy cưa nè mà đâu có lấy được ngoài tờ giấy đâu. Con heo nữa bạn, hello heo, hello vậy. Lấy được một chìa khóa nha bạn. Cái người này úp mặt vô cái bồn cầu bị một cái rìu bổ sau lưng nha. Đây heo linh tinh nha bạn. Chìa khóa nha, chìa khóa ở nhà không? Thì mở cửa đi vô nha. Đây là bên trong nhà nha các bạn. Cái túi rỗng là bô của mặt. Này giống như một cái phòng ăn nha các bạn. Tôi đã quản lý cái chỗ nãy, cái chỗ bích cái hầm hố rồi nè. Ta sẽ chỉ cần thuốc nổ à, có thể bỏ cái chỗ che cái nắp hầm nãy nè. Vợ của nó có chìa khóa nè, vợ nó đâu, cái gì vậy? Lấy bà vợ đâu, đồng hồ đang chỉ là lúc 1:20 sáng nha bạn. Gì yeah. Yeah. Hello. Cái dòng người này cầm một cái với đồng hồ cát, một cái là xích với cái này, như là để cái mùi hương mà họ cầm đi phản phất cái mùi hương đi đâu. Gì vậy? Thì là sao ta? Vợ cầm chìa khóa mà giờ vợ đâu ai biết. Ủa giờ chỗ này mở được rồi nè, anh mở được nha bạn. Gì? Còn chìa khóa để lấy gì trời? Con heo làm hết hồn. Gì? Bà vợ mà khóc hả? À?
Ui. Cái gì vậy? Cái gì trời, mới vô mà nhanh vậy? Này là gồ dính trên ghế đó bạn. Cái ghế nát máy luôn rồi, gục văng tùm lum luôn. Cục lò tại le luôn. Ta có chìa khóa nè. Xin tí xăng nè mà. Có xăng ngon lấy đi luôn đi. Hoặc là quay lại gọi cảnh sát chứ. Chìa khóa chắc mở cái sắt. Ồ, này phải có bình xăng lấy đi rồi. Rồi cảnh sát cầu cứu. Mất họ. Lấy được cái thuốc nổ nha bạn. Đi xa. Thuốc nổ nổ nha. Đây được chưa? Thôi nè. Không có đi kiếm xăng mà giờ vô thám hiểm gì trời. Cái gì vậy? Chiến gì mà sâu quá vậy? Bị khóa nha bạn. Ui gì? Ui vậy là game hết rồi nha bạn, xong rồi tự văng ra luôn nha. Coi như cái này là cái sọ demo ngắn của cái người này làm ha các bạn. Bản demo ngắn ha. Thì video mình làm tới đây ha. Nếu mà các bạn muốn chơi game có thể tải cái game này về chơi các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ha. Chúc các bạn một ngày tốt lành ha.